Hiện tại giờ anh em mình sẽ tập trung đi câu cá cành ở trên hang. Đây, chẳng hạn như mấy cái hang này nè các bạn. Thường thì Giang sẽ đăng những clip ngắn về câu cá. Hôm nay Giang sẽ tổng kết một cái video dài nha. Cái lưới câu mình hơi bự, móc nguyên con nha các bạn. Rồi. Bây giờ xuống ngồi hết nha các bạn. Cá rô thiên nha các bạn. Rô thiên đen. Thêm con cá mú nữa nha các bạn. Một con cá mú nha. Tiêu. Chơi trong cục đá giờ phải gỡ nó đi lấy cá rồi. Bây giờ mình mò luôn nè các bạn. Hiện tại giờ dính con cá mà nó chạy kẹt hang, bây giờ mò. Con cá hồi nãy á mọi người. Nãy giờ nó chưa lên nó tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Móc con cá lên. Giờ cá nó kẹt dưới cái hang nhỏ. Khó ăn quá các bạn ơi. Khó để mà. Đi có gió quay em. Giờ móc gà thôi. Chờ cái này. Quá 2 kg rồi chị ơi. Dạ bá luôn. Đó,
không có lặn nay giờ đó. Rồi, rồi quay đi cái tiêu luôn. Đừng có đưa vô, thấy cái mắt. Rồi, còn mình quay tổng cái. Rõ ràng trong kìa, hang có lưới câu của con nè. Trong hang đó, nó né lưới câu của mặn. À, có nó gọi cái lưới câu của con mà. Dính lưới câu con rồi, nó bật cái vô đã lắm. Nên tôi đã dính một con cá rồi. Nãy giờ gửi nó biết bao lâu nó cũng lên mới lên. Ông anh này làm được con cá mú cọp nữa nè các bạn. Thành quả tốt. Hồi nãy con cá ăn câu mình lặn quá trời luôn các bạn. Con đó cũng khoảng 2 ký mấy 3 ký nha các bạn. Rồi coi chỗ này có con cá nhỏ nó làm hết mồi mình luôn nè. Lớn nè các bạn. Thấy rồi nó xe ten ten luôn rồi. Bây giờ thả lại nha. Đây thủ phạm hai này đây. Đây là con có con lỗ rồi trời ơi. Tới đây mình chọn được cái hang này nè các bạn. Đây. Những cái kẽ đá này là cá nó ở lòn lòn phía dưới á, rồi mình lựa mấy kẽ nào sâu sâu mình thả xuống thôi. Đây. Đây là những thanh niên đi câu không nè. Đó, bây giờ anh em chia ra người một hướng. Các bạn nào mà có ra Hòn Sơn mà gặp mà ngay thời tiết động nơi như vậy nè thì các bạn sắm gần câu lại gành câu kiểu như mấy anh em mình cũng có thu nhập, cũng có cá ăn đó các bạn. Đây thành quả vừa có cua vừa có cá mú luôn. Giờ trời mưa cũng lâm râm nè các bạn. Hết mồi kéo lên còn mồi chứ. Bỏ mồi đi. Mới lòi nữa các bạn. Đó, lên hàng các bạn ơi. Mít tên luôn. Mít tên luôn. Càng câu này cá nó đang ăn nè các bạn. Đó đó. Đó. Đó, canh giật đi em, canh giật đi em. Đó. Nó không nuốt ra nó ghĩa không em. Rồi, giật, 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 giật. Dính rồi. Ồ. Ồ, mua nha các bạn. Rồi, thành quả, thành quả, thành quả. Đây, đây, cá, rồi, vuột luôn các bạn. Xém nó dính rồi. Bây giờ mình câu cá nhỏ nha các bạn. Ồ. Cái này gọi là cá lia thia xanh nha các bạn. Bình thường nó ở ngoài không mà trời động cái nó chui vô hang nó trốn nè. Con này nhỏ quá, mình thả lại nha. Xuống đi con. Cuộc hành trình của mấy anh em mình cũng đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Đây, ai cũng chán nản hết rồi. Đây, thành quả nè anh em. Lại là con cá mú huyền thoại.
Rồi, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nha. Đấy rồi, máy xe quay đó.